chào các mẹ. Hôm nay Gika Kids xin giới thiệu đến các mẹ một siêu bình sữa silicon đến từ Hàn Quốc, bình sữa Putty Arty. Điểm đặc biệt của bình sữa này là từ núm bình đến thân bình đều làm chất lượng bằng silicon, đã được kiểm nghiệm bởi FDA Hoa Kỳ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé khi sử dụng. Và khả năng chịu nhiệt lên đến 260 độ C. Mẹ có thể an tâm sử dụng bình sữa này hâm sữa ở nhiệt độ cao các mẹ nha. Và bình sữa này có hai thiết kế là một bình dạng trơn bình thường thông dụng và một bình có tay cầm, đảm bảo cho mẹ có nhiều sự lựa chọn cho bé yêu nhà mình. Đặc biệt chính vì chất lượng silicon cho nên mẹ sử dụng không lo về vấn đề bình sữa bị hư hỏng, dễ đổ vỡ như những bình thủy tinh các mẹ nha.